Có những di tích cổ đại chìm sâu dưới làn nước. Nơi đó có thể từng là một thủ phủ thịnh vượng xưa kia. Những gì còn sót lại của những thành phố phát triển rực rỡ giờ đây chìm sâu nửa dặm dưới biển. Những thành phố nằm sâu trong lòng nước này đã bị lãng quên hàng nghìn năm qua. Những thành phố như thế có rải rác khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê, có hơn 200 thành phố cô đơn, lạnh lẽo trong lòng biển Địa Trung Hải. Những gì mà chúng ta có thể khám phá thấy ngày nay là vết tích của những thành phố mà các nhà khảo cổ học nói rằng không còn tồn tại trên trái đất nữa. Có phải các phế tích còn sót lại dưới đáy đại dương là những minh chứng về những nền văn minh sớm nhất của nhân loại? Hay phải chăng đó là bằng chứng về kỹ năng xây dựng tuyệt vời của con người thời nguyên thủy? Và nếu đúng, thì những kỹ năng này từ đâu mà có? Truyền thuyết của người bản xứ đã nói rất rõ rằng đã có một thứ gì đó hoặc một ai đó đã hạ cánh từ bầu trời. Và rồi đột nhiên, các kiến thức đó được phổ cập rộng rãi. Từ xưa đến nay, những ngư dân và các thủy thủ trên các con tàu viễn dương đã không ngừng truyền tai nhau huyền thoại về những tia sáng phát ra dưới mặt nước. Và từ đây, chúng ta có thể có được một ý nghĩ rằng phải chăng dưới đó là một vài căn cứ dưới nước của người ngoài hành tinh. Hàng triệu người trên thế giới đã tin rằng trong quá khứ, người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm trái đất. Nếu điều đó là sự thật, có phải người ngoài hành tinh đã giúp chúng ta thay đổi và định hình lại lịch sử của nhân loại? Nếu vậy, những phế tích dưới lòng nước có thể nói cho chúng ta điều gì về lịch sử đã qua? Trong hành trình tìm về với lịch sử của trái đất, lục lọi tìm những bằng chứng cho giả thuyết người ngoài hành tinh thời cổ đại. Ngày hôm nay, Việt Cường sẽ cùng các bạn khám phá thế giới bị lãng quên trong lòng đại dương bao la. Những đại dương bao la chiếm hơn 71% diện tích bề mặt trái đất, và phần lớn những bí ẩn trong lòng đại dương vẫn chưa được nhân loại khám phá ra. Thực tế, con người chỉ mới có được hiểu biết về 5% diện tích đại dương. Sẽ thật không ngoa khi nói rằng những khám phá của con người về vũ trụ còn nhiều hơn so với hiểu biết về đại dương. Với những gì mà sử sách ghi lại, một thời gian dài, nhân loại chỉ có thể đưa ra những suy đoán về các nền văn minh hiện đang nằm sâu dưới lòng đại dương. Nhưng với công nghệ hiện đại và những thành tựu về khoa học công nghệ mà chúng ta đã đạt được, loài người đã có thể phát minh ra các thiết bị lặn sâu hơn, hoạt động bền bỉ hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn so với trước đây. Đó là tiền đề cho những nhà nghiên cứu đại dương học từ khắp nơi trên thế giới lục tìm khám phá thế giới dưới lòng nước, điều mà họ khát khao bấy lâu nay. Kể từ đây, hàng loạt những điều bất ngờ làm cho chúng ta phải bối rối và đặt ra nghi vấn về tiến trình lịch sử hình thành, phát triển, sinh sôi nảy nở của con người trên trái đất. Phía dưới lòng đại dương xanh thẳm ngoài kia là phức hợp những công trình kiến trúc, những tượng đài được xây dựng tinh xảo. Đó là những tàn tích của các nền văn minh thành thị tại khắp các vùng khác nhau trên trái đất. Một số trong đó được cho là có niên đại 10.000 năm về trước, một số khác thậm chí còn lâu hơn đó rất nhiều. Các nhà khoa học ngày nay cho rằng, trên trái đất, ở lần kỷ băng hà cuối cùng, mực nước đại dương thấp hơn rất nhiều so với mực nước hiện nay. Đây không phải là suy đoán vô căn cứ. Những bằng chứng về địa chất học đã chỉ ra rằng trong thời kỳ kỷ băng hà gần nhất, toàn bộ diện tích Bắc Âu và Bắc Mỹ ngày nay được bao phủ bởi một lớp băng dày 2 dặm. Đó là một khối lượng nước khổng lồ vào khoảng 21.000 năm trước, cùng với sự kết thúc của kỷ băng hà, khí hậu bắt đầu ấm dần lên. Điều này dẫn tới việc số băng khổng lồ này dần tan chảy. Quá trình này kết thúc cách đây 10.000 năm. Kết quả là khá nhiều vùng đất ven biển đã từ từ ngập trong nước do mực nước biển dâng cao. Theo ước tính của các nhà khoa học, quá trình nước biển dâng đã nhấn chìm 10 triệu dặm vuông, tức là khoảng 26 triệu km vuông. Diện tích này tương đương với tổng diện tích của châu Âu và Trung Quốc cộng lại. Và tất cả những gì nằm trên phần diện tích này đơn giản chỉ là biến mất khỏi lịch sử trái đất. Theo quan niệm của tôi, ngành khảo cổ học hiện đại vẫn chưa làm hết khả năng của mình trong việc ước tính số người thiệt mạng trên những vùng đất bị nhấn chìm trong nước này. Và họ cũng chưa kể cho chúng ta hết về những gì đã diễn ra trong suốt tiến trình lịch sử 4,5 tỷ năm của trái đất.
hàng ngàn năm qua, trong khi phần lớn đáy đại dương vẫn chưa được khám phá, thì các nhà hiền triết đã biết đến và lưu truyền một trong những bí ẩn lớn nhất của biển cả. Truyền thuyết về thành phố Atlantis bị mất tích. Hầu hết những kiến thức trước đây mà con người biết về Atlantis đến từ nhà hiền triết vĩ đại người Hy Lạp Plato trong hai cuốn sách của ông là Atlantis và Timaeus và Critias, được viết vào năm 360 trước công nguyên. Trong đó, Plato đã miêu tả Atlantis là một thành phố khá tiên tiến, được bao quanh bởi những bức tường là những hình tròn độc tâm. Thành phố trong truyền thuyết này đã phát triển rực rỡ trong thời đại của nó. Theo cổ thư Hy Lạp, những công dân tại Atlantis đã có sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh ngay từ buổi đầu của sự hình thành và phát triển. Nói về lịch sử hình thành của thành phố, truyền thuyết kể lại rằng Atlantis vốn là một hòn đảo được vị thần của biển cả trong thần thoại Hy Lạp Poseidon xây dựng lên. Như chúng ta đã từng đặt giả thuyết trong những video trước, những vị thần rất có khả năng là những người ngoài hành tinh cùng với các công nghệ của họ bị người trái đất thời cổ đại hiểu nhầm là siêu nhiên. Thần Poseidon cũng được coi là một người ngoài hành tinh. Trong truyền thuyết, ông đã tìm thấy sự xinh đẹp, dịu dàng đến từ một thiếu nữ bình thường mang tên Cleito. Ông đã cưới cô gái này, rồi cô gái mang thai. Để bảo vệ gia đình mình, Poseidon đã xây dựng nên thành phố Atlantis. Thần thoại kể lại rằng, Cleito có 5 cặp con trai sinh đôi với Poseidon. Con cả trong số đó được đặt tên là Atlas. 10 người con trai được thừa hưởng thành phố lớn, và đứa con đầu lòng, Atlas, trở thành người cai trị đầu tiên của Atlantis. Người ta tin rằng, những người con của Poseidon cũng đã xây dựng một ngôi đền khổng lồ cho cha mình. Trong ngôi đền có một bức tượng Poseidon cưỡi xe ngựa cùng những con ngựa có cánh. Bức tượng được xây dựng hoàn toàn bằng vàng và được đặt trong một ngôi đền có mái xoắn ốc cao đến nỗi chạm tới cả tầng mây. Poseidon cũng xây dựng một cung điện riêng cho nàng thơ của ông ở thành phố Atlantis. Cung điện được bao quanh bởi những con kênh lớn, có đủ chỗ cho nhiều con tàu. Hơn nữa, bức tường bao quanh các cung điện được xây dựng bằng đá đỏ, trắng và đen, được trang trí bằng kim loại quý. Thành phố Atlantis màu mỡ và xinh đẹp là nơi sinh sống của các vị thần và những con người. Thành phố được cho là một khu vực tự cung tự cấp, nơi mọi người tự trồng thức ăn và nuôi động vật. Nông dân trong thành phố đã từng trồng các loại cây ở vùng đồng bằng màu mỡ ngoài ngoại ô với sự trợ giúp của hệ thống thủy lợi được duy trì tốt. Họ cũng tự xây dựng các tòa nhà đẹp cùng các kiến trúc khác từ các vật liệu như đá đen và đỏ. Vào thời điểm đó, họ đã tìm ra nhiều loại kim loại hiếm. Thậm chí các hợp kim như đồng thau cũng được chế tạo và sử dụng nhiều loại tinh thể quý hiếm như kim cương cho mục đích giải trí, làm đồ trang sức. Cư dân của thành phố Atlantis được tin rằng họ sở hữu những sức mạnh và công nghệ đặc biệt như khả năng kiểm soát thời tiết, sửa đổi các vụ phun trào núi lửa hoặc sở hữu một số loại thiết bị cho phép họ phát năng lượng từ thời gian và không gian. Theo truyền thuyết, sau khi thất bại trong nỗ lực xâm chiếm thành phố Athens, thiên tai đã tấn công vào hòn đảo Atlantis. Plato kể lại rằng Atlantis đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một ngày đêm. Thảm họa ập tới đã hủy diệt và nhấn chìm cả thành phố cũng như toàn bộ hòn đảo. Một số nhà nghiên cứu tin rằng đã xảy ra mâu thuẫn giữa những người Atlantis và bằng cách nào đó họ đã tiêu diệt lẫn nhau. Song những giả thuyết kiểu này rất khó để có thể kiểm chứng. Câu hỏi lớn nhất làm rối loạn tâm trí của tất cả các nhà khoa học là Atlantis ngày nay đang nằm ở đâu? Một số tài liệu cho rằng thành phố đã chìm xuống biển sau một trận động đất hoặc sóng thần. Và Atlantis là một hòn đảo lớn nằm gần Rock of Gibraltar, bao gồm một ngôi đền Poseidon cùng bức tường và kênh đào đồng tâm. Theo Plato, thành phố này đáng lẽ phải ở đâu đó trên đại Tây Dương. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, mặc dù sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để nghiên cứu, vẫn chưa có dấu hiệu tìm thấy bất kỳ thành phố nào như vậy dưới đáy đại dương cả. Một số giả thuyết cho rằng Atlantis nằm ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Tây Ban Nha, hoặc có thể nằm ở ngay dưới Nam Cực. Trong một thời gian dài, Azores được cho là địa điểm của thành phố Atlantis. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đã tiết lộ một khu vực khác và các nhà khoa học chắc chắn rằng Atlantis có thể được tìm thấy ở Cadiz, một nơi nào đó giữa vùng biển Tây Ban Nha và Morocco. Những câu hỏi như Atlantis ở đâu, dấu vết của nó đã bị xóa sạch hay chưa, hay thực sự vẫn là một ẩn số?
Thậm chí có người đã đặt ra nghi vấn về sự tồn tại của thành phố này, rằng đó chỉ là một hình ảnh mà Plato sáng tạo ra để răn dạy con người thời đó. Tuy nhiên, vào năm 1968, nhà khảo cổ học Manson Valentine tin rằng ông ta đã tìm thấy một phần của thành phố huyền thoại Atlantis. Khi ông ta phát hiện một tảng đá lạ thường nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Bimini. Hòn đá này chỉ nằm ở độ sâu từ 4 tới 5 mét dưới mặt nước, không khó để phát hiện ra nó. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ rằng tại bãi biển này chỉ toàn là đá tự nhiên được hình thành và bồi tụ qua hàng tỷ năm của các hoạt động địa chất. Nhưng sau đó, một số nhà khoa học khác thám hiểm đảo Bimini, họ đã nhận ra rằng tại khu vực này dường như các tảng đá không được hình thành tự nhiên như thường thấy. Có một vài tảng đá giống như được xếp trên các tảng đá khác một cách có chủ đích. Một vài viên đá khác được chêm vào giữa chúng để tạo cân bằng. Mẹ thiên nhiên không bao giờ tạo ra những hình thái như vậy giữa các tảng đá, nên có suy đoán cho rằng các tảng đá được sắp xếp như vậy là do nhân tạo. Đã từng có ai hoặc một sinh vật có trí thông minh nào sắp đặt chúng ở đó? Sau khi mở rộng nghiên cứu địa hình dưới đáy biển tại khu vực này, các nhà khoa học đã lờ mờ nhận ra được một bí mật bị nhấn chìm dưới đáy đại dương bấy lâu này. Khu vực đó thật ra là một bến cảng, và những hòn đá ban đầu họ nghiên cứu chính là một phần của bờ đê chắn sóng của bến cảng đó. Kết quả nhận được khiến tất cả mọi người thật sự phấn khích. Họ biết rằng mình đã khám phá ra một phần lịch sử mà chưa có ai từng biết đến. Theo những dòng hải lưu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều thứ thú vị và phức tạp. Toàn bộ công trình đồ sộ này giống với tàn tích của thành phố cổ. Họ tìm thấy những cấu trúc như đường giao thông, đường mòn. Những con đường này đã bị san hô phủ lấp, phải nghiên cứu và khảo sát thật kỹ mới có thể tìm ra. Có thể nào những phát hiện tại vùng biển Bimini là tàn tích của lục địa Atlantis cổ xưa? Và nếu như vậy, có khi nào những tuyến đường này dẫn đến các địa điểm khác đã bị chôn vùi dưới cát và nước hay không? Vào năm 2000, khi đang thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ dưới đáy biển ngoài khơi phía tây bờ biển Cuba, một đoàn nghiên cứu thám hiểm được dẫn dắt bởi nhà hải dương học Paulina Zelisky đã phát hiện ra những cấu trúc đá đối xứng nằm sâu dưới nước. Đáng chú ý là họ đã xuống sâu hơn nửa dặm. Các thiết bị bình thường có thể không khảo sát được độ sâu này, vì vậy họ phải sử dụng một tàu lặn điều khiển từ xa. Tàu lặn này được trang bị các camera và có các cánh tay robot có thể điều khiển được từ buồng điều khiển trên boong tàu. Đoàn thám hiểm cũng được trang bị máy quét định vị thủy âm để ghi lại hình ảnh ở một khu vực rộng lớn của đáy biển và những gì ở trong lòng đại dương. Kết quả, họ đã phát hiện ra rất nhiều những tảng đá lớn. Một vài cấu trúc phức tạp có thể có chiều rộng khoảng 400m và cao khoảng 40m. Một số tảng đá lớn nước đặt nằm trên đỉnh của những tảng đá khác. Chúng cho thấy những góc cạnh sắc nét và tính đối xứng. Điều này là dấu hiệu của những công trình nhân tạo. Tất cả các nhà khoa học có mặt lúc đó và cả những người tham gia nghiên cứu về di tích này đều không ai cho rằng đây là những tảng đá được hình thành tự nhiên. Họ còn có thể tìm thấy những đường thẳng trải dài như những đại lộ. Đặc biệt hơn, đoàn thám hiểm đã phát hiện ra những phiến đá khổng lồ có dạng kim tự tháp. Đa số những phiến đá ở đây có kích thước khổng lồ, cao khoảng hơn 5 mét và nặng cỡ vài tấn. Có khoảng 30 cấu trúc hình học được tìm thấy. Chúng có dạng giống như các đường phố, các tòa nhà, các đường hầm và các kim tự tháp. Tất cả đều chìm sâu khoảng 70 mét dưới lòng nước. Liên hệ những gì khám phá được với các di tích còn sót lại trên đất liền, các nhà khảo cổ học nhận ra được nhiều điểm tương quan trong kiến trúc với một số nền văn minh, cũng gây không ít sự tò mò cho các học giả hiện đại. Nền văn minh Maya. Nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy những người Maya có thể là hậu duệ của một nền văn minh hùng cường về khoa học nhưng lại đột nhiên biến mất. Khi quan sát những bức ảnh chụp dưới nước của khu di tích Bimini và biển Cuba, chúng ta có thể được gợi nhớ đến tổ hợp các tòa nhà trên bán đảo Yucatan và các vùng khác của Mexico. Có thứ gì đó về công trình này dường như bị thất lạc theo thời gian, và nó giải thích tại sao không có giai đoạn phát triển sơ kỳ của văn minh Maya mà chúng ta biết đến. Nền khoa học, kỹ thuật, y dược, toán học của họ và nhiều hơn thế nữa của Maya được thừa hưởng từ một nền văn minh mẹ hình thành sau hàng nghìn năm nghiên cứu và phát triển.
Rất có thể sự liên kết tốt nhất của chúng ta với quá khứ cổ đại là thông qua văn minh Maya, ở những thông điệp họ gửi gắm cho chúng ta dưới dạng mã hóa, trên các công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật và các hiện vật khác. Một số người cho rằng, người Maya như chúng ta vẫn biết là thế hệ những người còn sống sót sau trận đại hồng thủy và sự biến đổi của địa cầu. Các công cụ lao động và phương tiện máy móc phức tạp mất đi, và với một nhóm nhỏ người sót lại, họ phải bắt đầu xây dựng một nền văn minh mới. Bằng chứng cho điều này hiện hữu ở rất nhiều thành phố của người Maya trên khắp Trung Mỹ. Khi các nhà khoa học khai quật các tòa nhà, họ tìm thấy các khu định cư và công trình từ rất sớm ngay bên dưới bề mặt. Một điểm thú vị đáng lưu ý là tổ hợp kim tự tháp cổ vô cùng phức tạp và tinh vi, cho thấy trình độ kỹ thuật xây dựng cực kỳ cao nhưng đã bị thất lạc trong những năm về sau. Có lẽ do thảm họa thiên nhiên ập đến như đại hồng thủy, động đất, sự dịch chuyển lục địa đã tu hủy phần lớn những tinh hoa trong nền văn minh của họ. Và một lần nữa, họ bắt đầu lại với những gì thô sơ nhất. Những khám phá trên mang đến cho chúng ta bằng chứng về một nền văn hóa thời tiền sử, có thể là hàng chục ngàn năm qua. Đó là một điều rất thú vị cho những người ưa thích tìm tòi. Bằng phương pháp xác định niên đại, dựa trên sự hiện diện của tro núi lửa gần đó, người ta ước tính được rằng thành phố này đã chìm dưới nước hơn 6.000 năm về trước. Có thể nào đây là một phần nào đó của Atlantis đã bị chìm đắm cách đây 9.000 đến 10.000 năm mà triết gia Plato đã nói tới. Thành phố Atlantis huyền thoại liên quan tới khu vực Caribe và quần đảo Bahamas, đặc biệt là Cuba. Triết gia Plato đã nói về một đế chế trên những hòn đảo. Có thể ông đang nói về hàng chục hòn đảo khác nhau, có kích cỡ khác nhau. Chúng tọa lạc không chỉ ở phía tây Đại Tây Dương, mà còn có thể kéo dài ra đến tận trung tâm Đại Tây Dương. Cả Cuba và quần đảo Bahamas là một phần của quần thể các di tích nằm trên cạnh phía tây của Tam giác quỷ Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda là một khu vực đại dương rộng hơn 500.000 dặm vuông. Khu vực này nổi tiếng với từ trường dị thường, các vụ phát hiện người ngoài hành tinh và những vụ mất tích bí ẩn không thể giải thích được của những chiếc máy bay và tàu bè đi ngang. Về tam giác quỷ Bermuda, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn trong video cánh cổng không thời gian. Mời mọi người đón xem trên kênh Vũ trụ Nguyên thủy để hiểu rõ hơn về vùng đất đầy bí ẩn này. Vào năm 1977, các nhà khoa học đã phát hiện dưới đáy khu vực Bermuda một công trình bí ẩn cho thấy công nghệ lạ thường. Đó là chiếc kim tự tháp cao khoảng 200 mét. Nước xung quanh nó sáng lấp lánh, trong khi công trình có màu xanh đậm. Một sự tương phản thật khó hiểu ở dưới đáy đại dương sâu như vậy. Theo đó, kim tự tháp bí ẩn này được các nhà khoa học Mỹ và Pháp phối hợp tìm thấy nhờ vào thiết bị dò tìm tàu ngầm ở độ sâu 2.000 mét dưới đáy biển tại tam giác Bermuda. Phát hiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, và những cuộc nghiên cứu nối tiếp đó cho phép họ đo lường được kích cỡ của công trình kỳ bí này. Song song với chương trình thám hiểm cấu trúc bí ẩn Yonaguni dưới đáy biển Nhật Bản, kết quả thu được khá bất ngờ. Nó lớn hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Cụ thể, đường kính đáy kim tự tháp ở Bermuda lên tới 300 mét, cao 200 mét. Nó nhô lên so với mặt bằng chung ở đáy biển tầm 100 mét. Một số nhà khoa học phương Tây cho rằng kim tự tháp dưới đáy biển tam giác Bermuda ban đầu có thể được xây dựng trên đất liền, rồi sau đó bị nhấn chìm dưới đại dương bởi một trận động đất dữ dội thời tiền sử. Sâu chuỗi các sự kiện và di tích lại, có thể đưa ra một giả thuyết rằng toàn bộ bề mặt đáy biển từ Bimini đến bờ Tây Cuba ngày nay rất có khả năng là một hệ thống các thành phố thuộc cùng một nền văn minh phát triển bậc cao bí ẩn đã bị mất tích. Xét theo niên đại, chúng tương đương với thời kỳ mà Plato đã mô tả về lục địa Atlantis. Trong thời hiện đại, khi xác định được vị trí của những di tích dưới lòng nước như vừa mô tả phía trên, chúng ta không khỏi dần mình nhận ra, khu vực Bermuda vốn cũng mang trong mình những câu chuyện ly kỳ về những cánh cổng không thời gian và sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Một địa điểm bị che giấu dưới lòng đại dương mà xuất hiện những cấu trúc bí ẩn đồ sộ. Cùng với đó là những hiện tượng kỳ lạ, sự xuất hiện của những vật thể không xác định. Bạn có tin tất cả điều này không hề có sự liên quan đến nhau, đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Bản thân tôi không nghĩ như vậy. Sự trùng hợp không thể lặp đi lặp lại đến quá nhiều lần. Tất cả những bằng chứng cùng những nhận định đó giúp chúng ta lại một lần nữa có thêm niềm tin để nói rằng rất có thể có người hiện đại đã tìm thấy được manh mối để đến với lục địa Atlantis huyền thoại năm nào. Với những báo cáo về các hiện tượng kỳ lạ, sự xuất hiện của UFO tại khu vực tam giác quỷ Bermuda, thật khó để không đưa ra nghi vấn rằng những người ngoài hành tinh chưa rời đi khỏi thành phố quê hương trước đây của họ. Rất có thể
Nơi này đến nay vẫn là căn cứ bí mật của những sinh vật ngoài trái đất. Chỉ là đại dương đã giúp che giấu nó khỏi con mắt tò mò của con người hiện đại chúng ta. Tạm rời xa Đại Tây Dương, Việt Cường sẽ cùng các bạn khám phá một địa điểm khác cũng gây kinh ngạc không kém ở Thái Bình Dương. Chào mừng các bạn đến với Yonaguni, nằm dưới vùng biển của Nhật Bản. Yonaguni là một hòn đảo nhỏ ở cực Tây nước Nhật. Các học giả hiện đại tin rằng trong quá trình di cư của con người thời tiền sử, những người Đông Á đã đặt chân đến vùng đất này trước tiên, sau đó mới di cư tới những vùng đất khác nhau trên quần đảo Nhật Bản. Ở phía nam của đảo Yonaguni trong quần đảo Ryukyu, khoảng nửa thế kỷ trước, các thợ lặn đã tìm thấy những tàn tích của các công trình xây dựng nhân tạo ngay trong đại dương. Khu vực bao gồm một cấu trúc hình vuông được phủ bởi san hô, một bậc thềm khổng lồ, cầu thang, những con phố và một tòa nhà hình vòm. Quần thể kiến trúc này bao phủ khoảng 200 mét từ Tây sang Đông và khoảng 140 mét từ Bắc tới Nam. Điểm cao nhất của nó vào khoảng 26 mét. Vào năm 1986, ông Kihachiro Aratake, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần hòn đảo Yonagunijima, đã tình cờ phát hiện một kiến trúc đá cổ đồ sộ. Điều đặc biệt là nó có dạng bậc thang của các kim tự tháp với những góc cạnh tinh tế. Khu đá dài đến 100 mét và có những đường hầm sâu hơn 2 mét. Các chuyên gia sau khi nghiên cứu tỉ mỉ về khu vực này gọi nó là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử ngành khảo cổ dưới nước. Ngay sau khám phá này, Đại học Ryukyu đã thành lập một đội thăm dò khảo cổ dưới đáy biển và bắt tay vào một dự án nghiên cứu dài 8 năm. Dưới biển phía đông nam hòn đảo Sihuan và trong những vùng lân cận, nhiều di tích được phát hiện, gồm một công trình làm bằng đá, một cấu trúc giống như hang được bao quanh bởi những chiếc cột, một bức tường đầu người, một cấu trúc vòm và những bức tượng hình rùa. Masaaki Kimura, một nhà địa chất biển tại Đại học Ryukyu, đã dành hơn 15 năm lặn xuống khu vực này để đo đạc và tìm hiểu sự hình thành của nó. Bắt đầu từ năm 1996, ông đã tiến hành khảo sát khu vực này. Sau nhiều lần lặn, ông Kimura tìm thấy bức tượng đầu người, những dấu vết mài xẻ trên đá, các chữ tượng hình khắc trên những phiến đá và các màu đá được mài đẽo hình các loài động vật. Cuối cùng, ông đi tới kết luận rằng đây là dấu tích của một nền văn minh cao cấp cổ xưa, là một thành phố cổ bị động đất đánh chìm khoảng 12.000 năm trước. Cấu trúc lớn nhất trông giống như một kim tự tháp bậc thang làm bằng đá nguyên khối, nhô lên ở độ sâu 25 mét. Năm 1990, các thợ lặn tiếp tục khám phá ra một kim tự tháp khổng lồ được xây dựng từ các phiến đá hình chữ nhật và có 5 lớp, rộng 183 mét và cao 27,43 mét. Tàn tích này được cho là hình thành vào cuối kỷ băng hà, cách đây khoảng 10.000 năm, khi khu vực này còn trồi lên trên mặt biển. Tức là tàn tích này xuất hiện trước những di tích như kim tự tháp Ai Cập hay bãi đá cổ Stonehenge vốn có niên đại chỉ khoảng 5.000 năm. Một số công trình nhỏ xây dựng gần đó tương tự như kim tự tháp cũng được khám phá. Những kim tự tháp nhỏ này bao gồm các lớp đá có chiều rộng khoảng 10 mét và chiều cao khoảng 2 mét. Các thợ lặn còn phát hiện ra một con đường chạy xung quanh công trình chính. Từ đó tìm thấy những con đường dài, những đại lộ lớn, những cấu trúc cầu thang lớn, cổng to vò, các khối đá khổng lồ được đẽo gọt chính xác và tỉ mỉ. Tất cả hài hòa trong một chỉnh thể kiến trúc đồng nhất. Chúng rõ ràng là phần còn lại tương đối nguyên vẹn của một thành phố cổ đại. Các nhà khoa học chưa thể lý giải cách thành phố này hình thành dưới đáy Thái Bình Dương. Nhiều người cho rằng các kim tự tháp là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Đoàn thám hiểm Team Atlantis sau đó đã lặn xuống quay bộ phim tài liệu về công trình này, khẳng định rằng đây là một công trình nhân tạo. Không có bằng chứng nào cho thấy những cư dân của nền văn hóa Nhật Bản cổ đại có thể xây dựng được chúng. Nói cách khác,
ai đó thuộc về thời kỳ tiền sử xa xôi đã xây dựng nó, trước khi một biến cố địa chất nào đó đã làm cho cả một mảng khối lục địa to lớn chìm xuống, kéo theo cả công trình dang dở vĩ đại này. Các giám định niên đại cho thấy cấu trúc này có thể ra đời vào khoảng 8.000 cho đến 10.000 năm trước công nguyên. Đến nay, sau 25 năm khám phá ra công trình này, vẫn chưa nghiên cứu ra được nền văn minh nào lấy những người đã xây dựng nó. Những nhà địa chất học của trường Đại học Ryukyu tham gia vào nghiên cứu này đã kết luận đây là một công trình nhân tạo, không phải hình thành từ tự nhiên. Các thợ lặn khoa địa chất học thuộc trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhận thấy rằng các cầu thang khổng lồ đã được xây dựng từ một loạt các lớp đá cao 1 mét, giống như bậc thang kim tự tháp. Trong khi đó, các nhà khảo cổ học tại trường Đại học London cũng tin rằng người xây dựng nên công trình này có trình độ còn vượt trên các nền văn minh Lưỡng Hà và Sông Ấn. Vào năm 1995, một phiến đá đồ sộ nằm dưới đáy biển được bao bọc xung quanh bởi một lớp san hô, được một thợ lặn thể thao phát hiện. Phiến đá có kích thước chiều dài tới hàng chục mét, được đặt ngay ngắn và vuông góc. Tuổi thọ của phiến đá ước tính vào khoảng 8.000 năm. Một điểm thú vị trên phiến đá là kỹ thuật chạm khắc tinh tế và mái vòm của quần thể đá được xếp khít một cách vừa vặn. Điều này khiến các nhà khoa học liên tưởng tới phong cách kiến trúc của nền văn minh Inca. Nhiều di tích khác cũng được phát hiện. Một bức tượng đầu người. Những đường nét trên bức tượng mặt người vẫn còn rất rõ ràng, rất giống với những đầu người bằng đá khác ở Peru. Sau đó, ở gần bức tượng đầu người khổng lồ, các nhóm chữ tượng hình đã được tìm thấy. Điều này chỉ ra rằng những người xây dựng các tàn tích dưới đáy biển này thuộc về một nền văn minh rất tiến bộ. Thêm vào đó, xung quanh khu vực kiến trúc này không có dấu tích của đảo Voi, nghĩa là trước đây công trình này nằm cao hơn mặt nước biển. Mặt trên của kiến trúc có một khối đá lớn tương tự như đá mặt trời ở Nam Mỹ, khiến các nhà khoa học không thể không nghĩ rằng đây có lẽ là một công trình thiên văn hoặc một công trình để thực hiện các nghi thức tế lễ thần linh. Khám phá đáng ngạc nhiên nhất đó là chữ tượng hình. Những hàng chữ được khắc vào một bức tường đá của nền văn minh cổ đại. Nhiều người cho rằng đây là một nền văn hóa nhân loại rất tiến bộ. Nếu quả thực như vậy, sẽ không tránh khỏi có thắc mắc. Tại sao nền văn minh tiến bộ mà chúng ta đang nhắc đến chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hiểu biết nào của con người? Họ đã bị nhấn chìm xuống lòng đại dương từ khi nào? Bằng chứng địa chất cho thấy, khu vực này đã bị nhấn chìm trong giai đoạn kỷ băng hà cuối. Các báo cáo từ khắp nơi chỉ ra rằng, những cấu trúc nhân tạo bị nhấn chìm trong lòng nước có ở khắp nơi trên thế giới, ở Pháp, Ấn Độ hay Nhật Bản. Có hai cách để tổ tiên chúng ta tạo ra những công trình dưới nước như chúng ta thấy ngày nay. Cách thứ nhất, họ đã có thiết bị lặn và phát triển kỹ thuật xây dựng dưới nước đạt đến trình độ cao. Nhưng chúng tôi không nghĩ điều này là khả thi và có ý nghĩa với những con người thời đó. Cách thứ hai, những khu vực này được xây dựng khi mực nước đại dương thấp hơn bề mặt đó. Các nghiên cứu địa chất cũng đã chỉ ra rằng, thời gian mà mực nước đại dương ở mức thấp hơn hầu hết các khu di tích ngầm mà chúng ta biết đến là vào khoảng 14.000 năm về trước. Theo các nhà khảo cổ học chính thống, vào thời điểm 14.000 năm trước, tổ tiên của con người hiện đại chúng ta đang chỉ sống trong những hang động và sinh tồn nhờ vào săn bắt hải lượm. Vậy có thể nào những cấu trúc giống như Yonaguni đã được những người nguyên thủy xây dựng nên? Có bằng chứng nào về sự tồn tại của con người, tổ tiên của chúng ta trên những di tích, những hòn đảo này hay không? Thực ra, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra được di chỉ hóa thạch của con người tại những vùng như thế. Do đó, chúng tôi chắc chắn rằng ít nhất đã có sự tồn tại của con người tại đây. Nhưng tôi không dám khẳng định họ có công nghệ để làm nên những cấu trúc như thế này hoặc bất cứ thứ gì tương tự hay không. Điều mà tôi muốn ám chỉ ở đây lúc này không còn liên quan đến kỹ thuật chạm khắc những phiến đá nữa, bởi điều đó đã được phân tích rất kỹ trong video số lần trước. Lần này tôi muốn nói nhiều hơn đến quy mô và trình độ tổ chức, hay nói cách khác là tầm nhìn của những kiến trúc sư đã xây dựng nên những thành phố cổ đại này. Con người hiện đại chúng ta ngày nay không biết được thêm điều gì về mức độ thông minh, khả năng tư duy và trình độ tổ chức của những người ở thời kỳ đồ đá. Những người một mặt chỉ mới đang sống bằng săn bắt hải lượm, thậm chí không biết đến những kỹ thuật nông nghiệp cơ bản
để bảo đảm cho mình một cái bụng no mỗi ngày. Mặt khác lại có thể được cho rằng có khả năng tổ chức và thiết kế ra những phức hợp các tạo tác băng đá, những khu vực hành lễ khổng lồ như vậy. Nếu, theo các học giả, người Nhật cổ đại không tạo ra công trình này, vậy thì ai làm? Và tại sao họ xây dựng nên thành phố này ở đây, tại Yonaguni, mà không phải ở nơi nào khác? Theo suy đoán của những người theo thuyết phi hành giả thời cổ đại, người ngoài hành tinh đã tạo ra di tích ở Yonaguni với kỹ thuật vượt trội so với năng lực của nền văn minh thời kỳ đồ đá. Các nhà lý luận về phi hành gia cổ đại tin rằng chìa khóa giải mã bí ẩn về Yonaguni có thể được tìm thấy ở những vùng miền khác. Thật kỳ lạ, quần thể di tích Yonaguni nằm bên trong khu vực Thái Bình Dương từ lâu đã bị nghi ngờ là của người ngoài hành tinh. Khu vực này được gọi là Tam Giác Rồng. Đây là khu vực nằm ở phía nam nước Nhật. Khu vực này rất giống với Tam Giác Quỷ Bermuda vì những vụ máy bay và tàu thuyền biến mất không dấu vết. Trong thực tế, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố khu vực này là một khu vực thiên tai bất thường. Không có một con tàu hay máy bay nào di chuyển qua nó. Nếu con tàu nào chẳng may tiến vào Tam Giác Rồng, rất có thể họ sẽ gặp phải những chuyện khủng khiếp. Trong thời Nhật Bản cổ đại và thậm chí là tương đối hiện đại, có những câu chuyện về rồng biển xuất hiện tại khu vực này. Theo đó, xuất hiện các vật thể không xác định trồi lên trên mặt nước rồi bay vào không trung. Vào thời Nhật Bản cổ đại, người ta mô tả đây là những quái vật có cánh. Khi di chuyển, chúng có thể phát ra những ngọn lửa sáng rực và nóng rát. Ở thời hiện đại hơn, chúng ta có quyền đặt ra nghi vấn rằng liệu đây có phải là sự xuất hiện của máy móc hiện đại? Khi chúng ta so sánh sự mô tả về các thiết bị này với sự mô tả mà Columbus đã ghi chép lại trong nhật ký hải trình tại gần khu vực Tam Giác Quỷ Bermuda, chúng ta thấy có những điểm tương đồng với nhau. Cụ thể, Columbus đã thấy những quả cầu lửa lớn lao xuống đại dương hay những luồng ánh sáng lạ trồi lên trên mặt nước. Bạn có thấy rằng có những điểm giống nhau ở hai nơi này? Chúng ta đều thấy có sự xuất hiện của những vật thể không xác định trồi lên trên mặt nước với những quầng sáng và bay vào không trung. Nhưng tại sao hai cấu trúc ngập nước được tìm thấy trong chu vi của các vùng biển kỳ lạ trên hành tinh này? Những vùng biển mà có rất nhiều hoạt động và sự kiện bất thường đã xảy ra. Về mặt địa lý, Tam Giác Quỷ Bermuda và Tam Giác Rồng đều nằm trên vĩ tuyến 25 độ Bắc. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự liên quan nào giữa chúng? Một đặc điểm mà sau khi so sánh hai khu vực kỳ bí này, chúng ta cần lưu tâm là chúng đều có bên dưới đáy biển những kim tự tháp. Một trong những loại hình kiến trúc gây nhiều tranh cãi nhất cho giới khoa học ngày nay. Có người còn đưa ra giả thuyết, kim tự tháp lạ thường này được tạo nên để thu hút và tích trữ các tia năng lượng từ vũ trụ, gọi là trường năng lượng hay chân không, nhằm phục vụ mục đích cho nhà máy điện thời ấy. Quả thật, kim tự tháp cũng không còn là khái niệm xa lạ đối với con người. Tuy nhiên, trong khi vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh các kim tự tháp trên mặt đất ở Ai Cập, thì phát hiện này khiến cho các nhà khoa học chưa thể nào lý giải thấu đáo về sự tồn tại quá rõ ràng của nó. Thậm chí sự bí ẩn này còn khiến cho những giả thuyết khác được đưa ra khi cho rằng kim tự tháp có thể là nguyên nhân dẫn đến những vụ máy bay mất tích bí ẩn khi bay ngang qua Bermuda và Tam Giác Rồng. Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng phải chăng những nơi đó có mối liên hệ kỳ dị với các UFO? Nếu UFO và đĩa bay vẫn tồn tại, thì chúng ta nên nghi ngờ là trước đấy họ có thể đến từ một nền siêu văn minh thời cổ đại. Nếu các di tích bị chìm ở Yonaguni và ở gần Cuba có nguồn gốc từ các sinh vật ngoài hành tinh, phải chăng họ đã sử dụng hai khu vực tam giác này làm căn cứ địa của mình? Và nếu chúng ta tin rằng người ngoài hành tinh đã hoạt động trên mặt đất, thì họ cũng có thể hoạt động dưới nước làm chứ? Không có cơ sở nào để phủ nhận được tiên đoán này. Có thể nào những vùng biển khu vực Thái Bình Dương đang ẩn chứa nhiều căn cứ hơn cho suy đoán của chúng ta? Là một đảo quốc, Nhật Bản có nhiều bí ẩn lịch sử ràng buộc với vùng biển Thái Bình Dương. Mặc dù phần lớn những truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản chưa được các học giả phương Tây biết đến và nghiên cứu một cách sâu sắc, chúng ta vẫn có thể khám phá được một vài điểm cơ bản làm các nhà lý luận về phi hành gia cổ đại chú ý. Một trong những sự kiện xảy ra khiến chúng ta phải chú ý nhất diễn ra vào năm 1803, tức mới chỉ hơn 200 năm trước. Trở lại sự kiện vào ngày 22 tháng 3 năm 1803, tại vùng bờ biển Harajaduri của tỉnh Hitachi,
nay là Ibaraki, nằm ở phía bắc của Tokyo. Người dân phát hiện ra một vật thể được cho là một chiếc tàu có kích thước khá lớn bị trôi dạt đến bờ biển và đã kéo nó lên đất liền để khám phá. Thuyền có hình dáng rất đặc biệt với chiều cao là 3,3m, rộng 5,45m và vẻ ngoài trông giống như một loại lư hương của người Nhật. Phần trên nó được bao phủ bởi gỗ cẩm lai phủ màu đỏ, trong khi phần dưới được tạo nên từ các tấm làm từ đồng thau. Cửa sổ trong suốt được làm bằng thủy tinh hoặc pha lê, có song sắt và được bịt kín bằng nhựa cây. Trên thân tàu được khắc những hàng chữ kỳ lạ mà không ai có thể hiểu được nội dung. Bên trong con tàu là một cô gái xinh đẹp tầm 18 đến 20 tuổi, cao chừng 1,5m với ngoại hình kỳ lạ. Cô có mái tóc cùng lông mày màu đỏ, tóc được nối dài bởi các sợi nhân tạo màu trắng, làn da hồng nhợt nhạt. Trang phục cô mặc trông rất xa xỉ, đặc biệt là kiểu dáng và loại vải nhìn rất lạ. Cô gái cất lên thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu được và giữ khư khư một chiếc hộp nhỏ, không cho bất kỳ ai chạm vào nó. Mọi người cố gắng tìm hiểu về người đẹp lạ lùng này, nhưng họ không thể xác định được vì không hiểu những gì mà cô nói. Sau đó người ta bắt đầu lưu truyền những câu chuyện đáng sợ rằng chiếc hộp cô gái đang giữ chứa đầu người. Nghe vậy, người dân đều hoảng sợ và quyết định đưa cô gái và chiếc thuyền trở về nơi phát hiện ban đầu. Con tàu này sau đó được người dân đặt tên là Bune Utsuro. Những chi tiết về câu chuyện con tàu ma này đã gây thắc mắc không nhỏ cho các sử gia trong vài thế kỷ. Hàng loạt câu hỏi đã khiến nhiều người dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu. Ví dụ như, chiếc tàu kỳ bí này từ đâu đến? Có phải nó đến từ vùng di tích ngập nước ở Yonaguni? Người phụ nữ đó là ai? Và trong cái hộp đó có chứa cái gì mà cô ta quyết tâm bảo vệ? Phải chăng nó chứa một cái đầu người như lời đồn của những người dân Nhật Bản khi đó? Hay là nó, như một số nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại tin rằng, trong đó là một bộ não hay các dạng khác của trí thông minh ngoài trái đất? Như vậy, có thể nó là một món quà mà những người này dự định tặng để ra mắt người Nhật Bản từ chuyến du lịch của người ngoài hành tinh. Ngoài những câu chuyện được ghi chép về con tàu ma Bune Utsuro, nhiều nhà nghiên cứu đã thống kê được cả thảy 5 bức vẽ từ những vùng khác nhau ở Nhật Bản về những vật thể kỳ lạ mà người dân đã bắt gặp trong quá khứ. Chúng được bảo quản khá tốt. Những bức vẽ này gần giống hệt với các báo cáo về UFO thời nay. Điều này như là bằng chứng cho các lời tuyên bố của những nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại. Họ đã chỉ vào các bản chạm trổ và những hình vẽ có từ những ngày xa xưa của nước Nhật còn lưu truyền lại và sử dụng chúng như một chứng cứ về sự đa dạng của các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh trong quá khứ. Ngoài ra, tại Nhật Bản còn có những bức tượng nhỏ hình người tương đối nhỏ được tạo ra vào cuối thời kỳ Jomon, hay còn gọi là thời kỳ đồ đá mới ở Nhật Bản, có niên đại khoảng 14.000 năm trước công nguyên đến năm 400 trước công nguyên. Trong tiếng Nhật, Dogu có nghĩa là tượng đất. Các bức tượng Dogu có một số đặc điểm kỳ lạ. Có lẽ chính điều này khiến chúng trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa độc đáo nhất hành tinh. Khi nhìn vào tượng Dogu, bạn có để ý thấy chúng giống như những hình người mặc một loại trang phục nào đó hay không? Phải chăng đó là một bộ đồ du hành vũ trụ? Các bức tượng được mô tả đang đội chiếc mũ sắt hoặc mang kính bảo hộ, có dây đai, một số có cái đầu thon dài kỳ lạ và một số có đôi mắt hình quả hạnh. Đôi mắt được tạc luôn luôn không tương xứng tỷ lệ với cơ thể. Theo tôi đánh giá, đây là chân dung của một thực thể ngoài hành tinh đã viếng thăm trái đất từ hàng ngàn năm về trước. Các nhà khảo cổ đã lập danh mục về sự tồn tại của hơn 15.000 hình nhân đồ gù. Từ đó, các nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại đưa ra kết luận rằng những sự lạ thường trong cách tạo hình của hình nhân đồ gù nguyên thủy đã thực sự mô tả về bộ quần áo được thiết kế để phù hợp với áp suất không gian hoặc bộ lặn của các thợ lặn ngày nay. Câu chuyện đằng sau các hình nhân đồ gù rất rõ ràng và bất cứ ai cũng có thể đọc được bản dịch từ cổ thư đồ gù. Trong một thời gian dài trước đây, những con người được coi là hậu duệ của bầu trời đã giảng dạy cho người dân Nhật Bản đầu tiên về những ngành nghề khác nhau. Và toàn bộ nền văn hóa Nhật Bản, bao gồm cả áo kimono, trà đạo, sử dụng wasabi và gừng để ăn với sushi, cách họ xây dựng nhà cửa, văn bản, ngôn ngữ, tất cả mọi hoạt động văn hóa vật thể và phi vật thể đều có nhắc đến những du khách, các vị thần đã đến từ vũ trụ. Những hình ảnh về các hình nhân đồ gù cho thấy hình ảnh của các phi hành gia. Họ mặc quần áo giống như một phi hành gia, đội mũ bảo hiểm như một phi hành gia. Họ cầm vài công cụ lại trong tay, các công cụ mà chúng ta không hiểu để làm gì.
Tất cả những điều này gợi cho chúng ta những sự liên tưởng. Vậy, có phải những hình nhân Dogu là những hiện tượng độc nhất về hình người mặc bộ đồ phi hành gia? Câu trả lời tất nhiên là không. Ở Bắc Mỹ, có một bộ tộc cổ xưa hiện nay vẫn còn tồn tại và giữ được nét văn hóa của riêng mình. Đó là bộ tộc Hopi ở Arizona. Và điều thú vị là người da đỏ Hopi vẫn còn làm búp bê Katrina cho đến ngày hôm nay. Katrina cũng có hình dạng trông giống như búp bê Dogu của Nhật Bản. Xa hơn nữa, trở lại sa mạc Sahara, châu Phi, chúng tôi tìm thấy một hang động có vài bức tranh. Khi bạn thấy hình ảnh này, chắc chắn bạn sẽ nói là đồng phục của phi hành gia mà không nghi ngờ gì. Bây giờ bạn so sánh những bức họa trong hang động với những con búp bê Katrina của Hopi và với Dogu của Nhật Bản. Bạn có một chuỗi đầy những sự bí ẩn về tạo hình của những người xưa để lại. Có phải những hình nhân Dogu cung cấp bằng chứng hữu hình về sự gặp gỡ của người ngoài hành tinh vào thời Nhật Bản cổ đại hay không? Và những huyền thoại của Usuro Bune cho thấy ở đâu đó hiện đang trôn giấu nhiều hơn các bằng chứng về sự tiếp xúc của người ngoài hành tinh. Có lẽ câu trả lời này có thể được tìm thấy dưới vùng biển ngoài khơi Ấn Độ. Vào năm 2001, các nhà nghiên cứu đại dương Ấn Độ phát hiện sự dị thường tại bề mặt đáy của vịnh Khabat, cách bờ biển 7 dặm. Họ đang trong một nhiệm vụ tiến hành cuộc khảo sát về sự ô nhiễm ở vùng vịnh này, về phía tây bắc Ấn Độ. Và những nhà thám hiểm tất nhiên đã không mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ sự ô nhiễm dưới đó. Nhưng đột nhiên, khi họ quét đi quét lại những hình ảnh đáy vịnh, các nhà nghiên cứu đại dương chợt giật mình nhận ra mình đã phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Các hình ảnh được trả về từ máy quét cho thấy, nằm sâu 60 mét dưới đáy biển là một mạng lưới các tòa nhà khổng lồ bằng đá bị bao phủ trong bùn và cát. Khu vực mà họ tìm thấy có diện tích khoảng 5 dặm vuông. Các tòa nhà này là một phần của một thành phố cổ xưa đã bị nhấn chìm trong đáy vịnh Khabat. Các cuộc khảo sát sau này đã chỉ ra rằng vị trí các nhà nghiên cứu phát hiện ra ban đầu là ở bên sườn của một con kênh cổ. Toàn bộ khu vực này có vẻ đã bị chìm sâu trong nước biển một thời gian rất dài. Vào thời điểm đó, theo tài liệu chính thống của các khảo cổ học cho chúng ta biết được, không tồn tại những thành phố như thế ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trình độ văn minh và sự tổ chức xã hội của những người tiền sử chưa cho phép chúng ta xây dựng nên những thành phố, những đô thị ở quy mô đó. Vậy nhưng, nó vẫn ở đây, thách thức mọi kiến thức mà chúng ta biết về lịch sử hành tinh của mình. Các nhà khoa học đã thu thập được hàng chục hiện vật, bao gồm gỗ và các mảnh gốm để nghiên cứu. Một số vật chế tác do con người chế tạo có niên đại khoảng 32.000 năm. Nhưng các nhà hải dương học đã kết luận rằng khu vực này bị chìm xuống nước mới khoảng 9.000 năm về trước. Vì vậy, thành phố này rõ ràng là đã tồn tại từ khoảng 32.000 đến 9.000 năm trước. Và ở đây, chúng ta lại bắt đầu có những mâu thuẫn. Các học giả ngày nay cho rằng nền văn minh cổ đại Ấn Độ chỉ có độ tuổi từ 4.000 hoặc 5.000 năm về trước. Tuy nhiên cũng chính các nhà khoa học Ấn Độ nói rằng nền văn minh của họ có độ tuổi hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn. Có thể nào các di tích dưới đáy của vịnh Khabat đã chứng minh được rằng giới khoa học Ấn Độ thật ra đã đúng? Một phát hiện gần đây có thể trả lời cho các câu hỏi của họ. Ở 200 dặm về phía tây bắc của thành phố Dwaraka hiện nay, các nhà khảo cổ đã tìm sâu dưới các lớp đất đá của thành phố, có dấu hiệu cho thấy nơi này đã từng bị ngập dưới biển. Lấy cảm hứng từ đầu mối này, họ bắt đầu tìm kiếm nhiều tàn tích hơn. Ở các vùng bờ biển xung quanh, khi các thợ lặn đạt đến độ sâu 25 mét, họ đã phát hiện những bức tường đá sa thạch, những đường phố lát đá cuội và bằng chứng về việc một cảng biển thịnh vượng từng tọa lạc tại nơi đây. Các nhà khoa học tuyên bố, những di tích đó là những tàn tích và huyền thoại của thành phố Dwaraka cổ đại. Cổ thư Hindu đã nói rằng, thành phố huyền thoại Dwaraka được cho là nơi ở của thần Krishna, vị thần của lòng trắc ẩn, tình yêu, trí tuệ.
Bà là một trong những vị thần được tôn kính và ca tụng rộng rãi bậc nhất trong truyền thống văn hóa Ấn Độ. Hãy hình dung, việc tìm ra thành phố của thần Krishna có ý nghĩa như thế nào với những người dân Ấn Độ? Chúng ta có thể làm một phép so sánh đơn giản như thế này. Việc tìm ra thành phố của thần Krishna có nghĩa là củng cố cho niềm tin mạnh mẽ vào thánh thần và đức tin của người dân. Giống như việc những người theo đạo Thiên Chúa trên thế giới đột nhiên khám phá ra chén thánh hay hòm giao ước là có thật. Theo cổ thư phạn, một vị vua mang tên Sangwa đã sử dụng những con tàu biết bay tấn công thành phố, phóng tia năng lượng xuống như mưa. Nhưng vũ khí đó tương tự như sấm chớp, ông ta đã phá hủy phần lớn thành phố theo cách này. Khi chuyện này xảy ra, thần Krishna đã đáp trả bằng cách dùng vũ khí bắn vào các con tàu. Những vũ khí này được mô tả như mũi tên, nhưng chúng lại không phải là mũi tên bình thường. Người ta nói rằng chúng giống lên như sấm khi phóng ra và lao nhanh như sét hoặc những tia mặt trời. Đáp lại, nhiều con tàu biết bay bắt đầu xuất hiện cùng một lúc ở nhiều nơi. Chúng xuất hiện và di chuyển tương tự như thời nay chúng ta mô tả về UFO. Vì vậy, sự thú vị mà tôi thấy trong báo cáo này là một chiếc tàu vũ trụ làm bằng kim loại đã bắn vào thành phố trên trái đất. Truyền thuyết nói rằng thần Krishna khi không bảo vệ được thành phố đã quyết định rời trái đất, và sau đó đại dương nuốt chửng thành phố như để bảo vệ nó khỏi sự xâm chiếm của những kẻ lạ mặt. Các nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại đã tin rằng mô tả trong cuộc chiến cho thấy những người được cho là các vị thần trong truyền thuyết đã sử dụng công nghệ của người ngoài hành tinh, và thậm chí có cả tàu vũ trụ với những vũ khí tối tân có sức sát thương và công phá lớn. Đối với nhiều người, sự mô tả về các thành phố thần thoại trong cổ thư phạn của Ấn Độ đơn giản chỉ là thần thoại. Nhưng với sự phát hiện về phần còn lại của một thành phố chìm đắm ngoài khơi bờ biển Ấn Độ như Dwaraka, thì mọi chuyện đã khác đi. Một số người đã bắt đầu xem xét các cổ thư theo một cách nhìn mới, và họ bắt đầu nhận ra rằng chúng không đơn giản chỉ là một câu chuyện thần thoại được kể lại, mà nhiều khả năng đó chính là lịch sử được người xưa ghi chép. Vậy có phải người Ấn Độ cổ đại đã chứng kiến một cuộc chiến giữa các thế lực ngoài trái đất? Có phải những ghi chép được lưu truyền lại trong cổ thư Ấn Độ là bằng chứng về người ngoài hành tinh đã liên hệ với trái đất trong quá khứ hay không? Và những mô tả về các vị thần phải chăng chính là mô tả về người ngoài hành tinh bị hiểu khác đi? Có lẽ một khám phá khác ở dưới một hồ nước huyền bí sẽ mang lại nhiều bằng chứng hơn về người ngoài hành tinh thời xa xưa. Trên con đường đi tìm tới những tàn tích về thế giới cổ đại bị chôn vùi dưới lòng nước, Việt Cường xin mời các bạn đến với dãy núi Andes thuộc đất nước Peru. Tại đây có một hồ nước sâu tên là Titicaca, tọa lạc ở độ cao khoảng 400 mét so với mực nước biển. Titicaca được mệnh danh là hồ nước cao nhất trên thế giới. Vào tháng 8 năm 2000, một đoàn khảo cổ và thợ lặn người Italia được giới thiệu đến để khảo sát vùng hồ huyền thoại này. Kết quả thật ngoài sự mong đợi của mọi người. Chìm dưới nước khoảng 35 mét, các nhà khảo cổ phát hiện ra dấu vết của một con đường, một nền đất đá và một bức tường dài gần một cây số. Con đường dẫn đến một đền thờ cổ đại được xác định niên đại là 1.500 tuổi. Những phát hiện trên đặt ra rất nhiều những câu hỏi để các nhà khảo cổ phải lục tìm kiếm câu trả lời. Xuất phát điểm của họ là từ những câu chuyện được người dân địa phương kể lại. Trong nhiều thế kỷ, truyền thuyết địa phương đã nói về một thành phố thất lạc dưới nước tên là Guanacu. Người Inca tin rằng những đứa con của mặt trời đã đặt chân lên mặt đất từ dưới lòng hồ. Họ cho rằng tổ tiên của họ bắt nguồn từ con hồ này. Hồ Titicaca là nơi cư ngụ của vị thần sáng tạo Viracocha, là một trong những vị thần quan trọng nhất trong huyền thoại Inca, được coi như tác giả của tất cả mọi sự vật và hiện tượng hiện hữu trên trái đất này, bao gồm toàn bộ vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thời gian cũng như con người. Người Inca xem hồ Titicaca như là nơi sinh ra của tổ tiên mình. Họ tin rằng khi chết đi thì linh hồn người chết sẽ trở về lại nguồn gốc của mình trước đây. Do đó mà hồ được xem là một trong những nơi linh thiêng nhất ở dãy núi Andes.
thành phố Wanaku và là nơi chôn cất những bức tượng vàng của các vị thần, được cất giấu khỏi những kẻ chinh phục và sau đó bị thất lạc. Dưới đáy hồ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều hiện vật, trong đó có những mảnh vỡ của đồ vàng, tượng gốm, tượng đá, thuyền, xương của người và động vật. Có thể những tàn tích này là một minh chứng về một thành phố đã tồn tại trên thực tế. Toàn bộ khu di tích này được xác định có niên đại khoảng 1.500 năm trước, tức là tồn tại rất lâu trước nền văn minh Inca. Phải chăng những tàn tích ấy đã cung cấp đầu mối về nguồn gốc lạ thường của thành phố mà giới khoa học đang tìm kiếm? Sau đó, họ khám phá ra chi tiết khác về mối liên hệ với thế giới bên ngoài của di tích dưới lòng hồ. Nằm trên lớp trầm tích của hồ là cái đầu đá lớn, có chạm khắc khá tinh xảo. Sự so sánh nhanh chóng được thực hiện. Kết quả cho thấy rằng, đầu đá này tương tự với các tảng đá tìm thấy ở gần thành phố cổ Tiwanaku, cách 20 km về phía nam hồ Titicaca. Thành phố Tiwanaku cũng là một trong những địa điểm được các nhà lý luận về phi hành gia thời cổ đại tin rằng có sự can thiệp của những con người ngoài trái đất. Chúng tôi sẽ quay trở lại phân tích về thành phố này trong một video sau. Khi các nhà khảo cổ Tây Ban Nha nói chuyện với thổ dân Aymara, họ kể rằng những người khổng lồ đã tạo ra thành phố Tiwanaku. Chính những học giả Tây Ban Nha cũng ngạc nhiên trước các khối đá khổng lồ này. Họ nghĩ ma quỷ hoặc một thế lực nào đó đã làm việc này. Khi nhìn vào vài vết cắt trên những tảng đá lớn ở Tiwanaku, tôi có niềm tin rất mạnh mẽ rằng chúng ta đang quan sát một sự kiện về quá trình xây dựng cổ đại và những dấu tích bị lãng quên trong lịch sử con người. Nhưng nếu những tàn tích đã tìm thấy ở dưới hồ Titicaca là một bằng chứng về thành phố thất lạc Wanaku, thì chuyện gì đã xảy ra với nó? Có phải nó đã trở thành con mồi cho động đất hay thiên tai? Hay là thành phố này, như các nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại tin rằng, nó đã bị nhấn chìm có chủ đích? Để giải đáp thắc mắc, chúng ta phải tìm hiểu về hồ Titicaca trước. Những nhà khảo cổ đang đau đầu vì chưa giải thích được câu hỏi tại sao những tàn tích chìm dưới làn nước kia lại có niên đại chưa lâu. Tất cả chúng chỉ mới 1.500 năm tuổi. Rõ ràng rằng việc người ta xây dựng một thành phố trong tình trạng ngập nước là một giả thiết không thực tế. Do đó, để thành phố nằm dưới đáy hồ, phương án khả dĩ nhất là nó đã bị nước làm ngập xuống và thời gian xảy ra sự kiện này phải bằng với niên đại của khu di tích, tức là 1.500 năm trước. Nhưng làm thế nào mà người cổ đại có thể tạo ra một cái hồ lớn nhất Nam Mỹ, dài 118 dặm, rộng 50 dặm, để nhấn chìm một thành phố tại thời điểm 1.500 năm trước? Điều mà tôi đang muốn ám chỉ ở đây là về vấn đề thời gian có sự không trùng khớp. Những người thổ dân Aymara ở đây kể lại rằng, hồ nước này vốn dĩ tồn tại ở đó từ xa xưa. Trong truyền thuyết Aymara, hồ nước như là nơi bắt nguồn, nơi khởi đầu của toàn bộ nền văn minh châu lục. Do đó không thể có việc hồ nước này mới được hình thành. Các bằng chứng về hoạt động địa chất tại khu vực cũng củng cố cho nhận định này. Người dân địa phương cho biết rằng những sự vật ở đây có nguồn gốc rất cổ xưa. Theo đó, chúng có nguồn gốc từ các ngôi sao. Một số người tin rằng đó là do người ngoài trái đất làm nên, nhưng một số khác lại cho rằng những người anh em không gian đã giúp người dân địa phương làm nên những kiến trúc kỳ vĩ đó. Họ trực tiếp dạy những người dân địa phương, bởi vì họ đã có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với cách gọi những người không đến từ địa cầu là người anh em không gian, thuật ngữ này được người dân địa phương dùng để gọi những người ngoài hành tinh du hành tới vùng đất của họ thông qua cánh cổng của các vị thần. Trong video về những cánh cổng không thời gian chúng tôi đã giới thiệu và có phân tích kỹ, mời các bạn hãy tìm xem trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chuyện kể rằng, những người anh em không gian đã đến đây. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với con người. Họ rất quan trọng trong đời sống chúng ta và bản thân họ là những người rất mạnh mẽ. Từ mạnh mẽ ở đây có thể ám chỉ khả năng về thể chất, cũng có thể ám chỉ những công việc nặng nhọc mà họ có thể làm dựa vào các công cụ mà họ có. Nhưng nếu thế, thì thành phố Wanaku bị thất lạc kia có phải là do tổ tiên người Aymara tạo dựng? Và nếu như vậy, có thể nào nó đã bị cố ý đánh chìm để tránh sự phát hiện từ thế giới bên ngoài? Christina Sovrosa, một thành viên cao tuổi có uy tín trong vùng, đã kể về thành phố dưới hồ nước.
Họ nói về những ánh đèn giống như những ngôi sao trên bầu trời xả xuống mặt hồ. Những ngôi sao này khi đi xuống hồ làm nhiệt độ trong hồ thay đổi. Có nhiều truyền thuyết về những luồng ánh sáng di chuyển ở đáy hồ. Có vẻ như chúng đến, chúng đi, rồi trở lại trong những khoảnh khắc khác nhau. Người dân địa phương còn mô tả rằng họ nhìn thấy những quả bóng màu xanh lớn hoặc những vật thể hình chiếc đĩa phát sáng, và đôi khi chúng còn được nhìn thấy ở những khu vực xung quanh đó. Có vài nhân chứng còn kể rằng họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh này được mô tả lại với dáng người cao lớn và da xanh xao. Những câu chuyện này của người dân địa phương sẽ bắt đầu khiến chúng ta có ý nghĩ rằng đây là căn cứ dưới nước của người ngoài hành tinh thời cổ đại, và có thể đã có một số di tích bị đánh chìm nhằm vào một mục đích nào đó, ví dụ như để tránh ánh mắt tò mò của con người hiện đại. Dù sao, đây sẽ là câu trả lời hợp lý cho bài toán di chuyển một thành phố có niên đại 1.500 năm tuổi xuống lòng hồ, tồn tại hàng nghìn năm tuổi mà không có các hoạt động xáo trộn địa chất đáng kể. Có thể nào những khám phá về các thành phố bị lãng quên trong lòng nước là bằng chứng mà nhân loại đã cố tìm kiếm qua hàng thế kỷ, thứ đã chứng minh là chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Những bí ẩn về các cấu trúc dưới nước này không để lộ chút tung tích nào. Chúng có vẻ như từ trên trời rơi xuống. Đôi khi sự tồn tại của chúng làm mọi lập luận logic của chúng ta trở nên vô nghĩa. Dường như khi khai thiên lập địa là đã có chúng. Vì vậy, phải tìm ra câu giải đáp về những bí ẩn xung quanh chúng thì mới có thể làm sáng tỏ về lịch sử con người. Có thể không phải tất cả những di tích dưới lòng nước mà chúng ta biết đến ngày nay đều có liên quan đến sự hiện diện của những người ngoài hành tinh du hành đến trái đất thời cổ đại. Một vài trong số đó có thể mới được hình thành do các hoạt động của con người. Một vài có thể do tổ tiên của chúng ta xây dựng nên. Một số khác có thể do một nền văn minh thời cổ đại xây dựng từ hàng trăm ngàn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước. Vấn đề của chúng ta với những di tích này là chúng ta có quá ít thông tin và bằng chứng để có thể khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng sự tồn tại của chúng đã trực tiếp nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử của các nền văn minh trên trái đất vẫn còn những mảnh ghép rất lớn bị mất mà con người chưa từng biết đến, hoặc nếu có biết đến cũng chưa thể tìm ra được câu trả lời. Rằng kiến thức về sự phát triển của nhân loại mà chúng ta biết đến ngày hôm nay thật ra là quá rời rạc, chắp vá và đầy rẫy những nghi vấn. Chính điều này đã và đang thôi thúc chúng tôi tiếp tục khám phá những điều bí ẩn, những bí mật trong lịch sử đã bị dòng sông thời gian vô tình cuốn trôi đi. Và sẽ thật là nực cười khi con người hiện đại ngày nay tự vỗ ngực xưng rằng bản thân mình là nền văn minh tiên tiến, hiện đại nhất từng đặt chân lên địa cầu. Tôi và các bạn cần nhận thức được sự vô minh và nhỏ bé của bản thân mình trên thế giới này, để từ đó mở rộng tầm nhìn đón nhận những điều thú vị, mới mẻ và có thể là bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Quay trở lại với chủ đề về những thành phố bí ẩn mà chúng ta đã tìm hiểu trong ngày hôm nay. Thành phố Atlantis, hồ Titicaca, thành phố The Waka. Tất cả những bí ẩn thời cổ đại này luôn có một sự liên quan đến các vị thần, những người điều khiển các cỗ xe bay kỳ lạ, chiến đấu trên những con tàu biết bay và bắn ra những tia sáng có thể hủy diệt cả thành phố. Các vị thần này, theo ý kiến của các nhà lý luận về phi hành gia cổ đại, thì họ có bà con với người ngoài hành tinh. Theo bạn, có phải những người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất, xây dựng những thành phố hùng vĩ trong truyền thuyết để làm căn cứ địa cho mình, và bằng một lý do nào đó để cho những nơi này bị nhấn chìm dưới lòng đại dương? Và bạn có nghĩ rằng cho đến hiện tại, vẫn có những sinh vật bí ẩn đang sử dụng các di tích dưới lòng nước này làm căn cứ của mình hay không? Họ chỉ đơn giản là đang muốn tránh con mắt tò mò của những người Homo sapiens, tóc mạch và nhiều chuyện thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những nghi vấn này. Còn rất nhiều những địa điểm bí ẩn, những sự kiện và câu chuyện mà Việt Cường muốn cùng các bạn khám phá. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu những bí ẩn xung quanh vấn đề này trong những video tiếp theo của series Người ngoài hành tinh thời cổ đại. Việt Cường sẽ đưa các bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hãy comment để lại ý kiến đánh giá và góp ý cho Vũ trụ Nguyên thủy ở dưới video này. Đừng quên đón xem video hấp dẫn tiếp theo trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!